Quân. Chú Quân. Chú Quân. Chú Quân. Dạ. Tôi muốn uống bia. Cho tôi bia. Dạ, anh uống chiều giờ rồi, thôi về nghỉ sớm đi. Chạy xe nữa. Giờ thổi nồng độ cồn dữ lắm. Tôi bỏ xe luôn được không? Trời, xe sang vậy mà anh bỏ thiệt luôn hả? Nhà tôi còn bỏ được xe gì? Cho tôi bia đi. Thôi, về nghỉ đi anh ơi, mệt rồi. Cho tôi bia nghe chưa, tôi muốn bia mà. Nè, chú Quang. Không bán bia cho tôi thì thôi, tôi đi nhậu quán khác. Trời ơi, quỷ này nhậu bỏ xe thiệt luôn hết rồi. Em dịu lắm, anh biết là em ở trong đây, đừng trốn anh nữa mà. Khánh Thư, mở cửa cho anh đi Khánh Thư. Khánh Thư, anh nhớ em thiệt mà Khánh Thư, mở cửa cho anh được không? Sao đối xử với anh như vậy? Anh có lỗi làm gì hả? Hả? Mở cửa cho anh đi mà. Mày làm cái gì vậy? Mày làm gì đập phá nhà người ta vậy? Khánh Thư của tôi đâu? Ông giấu Khánh Thư của tôi ở đâu? Tao đâu biết, nó đâu có ở nhà. Ông giấu, ông giấu cổ ở đâu? Mày làm gì vậy? À, mẹ đâu tới đây gây chuyện? Tôi nghe coi. Mày làm gì vậy? Ông mày đâu? Mày đi ra, cút ra đi. Ê, mày làm gì vậy? Có gì từ từ nói, mình đến đây. Ôi, cút ra, chạy Khánh Thư, chạy Khánh Thư đây. Kéo ra, kéo ra. Mày ơi, ra ngoài. Ôi, được rồi. Buông ra coi. Ôi. Mày bỏ cô bạn đi chú. Đúng rồi chú. Bỏ cô bạn đi chú.